trước không? Dạ. Mà mình đang nghèo đó là mình không có nhận nghèo luôn. Chứ nhắc là xe ra mình hộ nghèo với cặn nghèo là nó có. Thôi còn có ăn nhiều quá mình ở đây cái mời. Nhiều bao nhiêu vậy đó. Như cái năm là hộ nghèo phải rồi. Không có ai, không có làm gì tôi không có nhà, không có ai có thu nhập hết. Không ai gì. Sáu hò sáu khẩu phải không? Tôi là với anh Kim lại nè, cái này cũng vô đó, hai chồng đi là sao? Hai chồng hút, hai chồng hút, nhà ông hai chồng đi, hộ đó là hai chồng hút, mười hai trong đó, rồi trong nhà đó ông chính không mà cũng có hộ nghèo. Bà cũng có cái gen đó nè, nhưng mà tại bà quá em đưa cái gì mà bà làm bà biết rồi, bà quen em về mỗi lần bà hội đồng xét nghiệm của em má chạy ở dưới là nói tao là bây giờ nói gì có hội đồng xét nghiệm hợp nha cô quá cô sáu đó có qua đốt nhau mà nổi không không cái này là hội đồng xét nghiệm của phường á đi ở phường thì đâu có nắm mặt với ông mà chứ ổng đi thì coi em lấy cái bà nghèo thì ở trên cái hội đồng xét nghiệm bây giờ ông có giúp đâu nắm thì nghèo thì ok đi đi rồi bà này chưa người nữa có sao đâu hả người nữa về quá. Đi lửa về luôn. Đi lửa này, đi lửa nhau hết về luôn đó. Người trai nữa đi. Người người trai. Hết rồi, cái trai của bà chưa chưa. Hết trai rồi. Chị Sáu hết rồi. Hết trai rồi. Sáu đứa con trai hết rồi. Trăng Dương nghe kìa. Nãy giờ hai người hết trai rồi. Còn không có đây còn. Đó còn hả? Nặng quá, nặng quá. Nặng đô không? Không, ngủ đây ngon. Con bán không đúng rồi. Ngon. Con bán. Vậy đó hả? Dạ, đà. Đông Hải với mà bà đang đông cái đông cái này luôn. Ta đông cho nó bán ở chứ nó không có còn rồi đó. Ừ, chị dâu con làm là nấu con mua gia công con uống gì rồi bán luôn chứ không phải là tự nhiên mình đi đây bán. Trời ơi, nhiều quá xin cha Vũ. Trời. Bữa ai bữa mùng năm gì tôi mới con qua chơi trời đất ơi trời ơi hai con uống rượu. Ta mua là hai cái bọt ca cái nhìn vòng con qua rượu nhà tới rượu nhà con ngâm phụ gốc bình lấy rượu qua vườn nào lấy bò cào rồi nè phán ta mua là hai ngày trong đó mày chạy lớn không bà tết nè chồng cháu đi chồng con bữa nay nó mà dắt gia công luôn bữa nay nghỉ hả bà công qua nè nghỉ nè mày phát biểu mười mốt à thầy thầy mày phát biểu chồng con thôi chứ đừng có tiếng nói trong đó nghe là hao tao không chịu á ở giữa lúc chồng con chồng con thôi đừng nói ông này anh em họ hay là ở người ở sớm vậy mà kêu thằng chồng bằng mày mày với thằng đó là ông nói mà ông nói con cháu ông thôi ông nói với người người ngoài tay nói tay nói trong bụng tao không nói ra nói gia đình tôi kể tôi bắt mở mới vào nói không thấy ta kêu thằng thằng đó phải là cái đó là câu cái câu ngữ đó mình nói là cho tròn luôn chồng con phải đó chứ đâu phải chồng con ổng ổng là cô nội sao chồng con phải đó nó đi bằng nó con nữa chị chồng con đi làm rồi nè con chồng con đi làm rồi chứ không phải là đây 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 không làm kêu ổng ổng là người ta ổng con mà đây là ổng con không kêu bằng nó con kêu bằng ổng là bên chồng con chịu đó mấy cô bên chồng nó trời chồng mà kêu bằng ổng thành ra con sửa lại chồng con nó ổng được ảnh ảnh đi ảnh không có ảnh rồi đó không có ảnh ngộ gì đấy nó không à vô mùng là kêu bằng ảnh anh ơi gì ngoài nó không